Sáng ngày 11 tháng 11, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đã tiến hành công tác nhân sự bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Tại kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Cũng tại kỳ họp, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua tờ trình giới thiệu nhân sự bầu chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026 đối với đồng chí Nguyễn Văn Dũng. Với nhiệm vụ dự kiến được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính ngân sách, đồng chí Nguyễn Văn Dũng cam kết sẽ tập trung chỉ đạo điều hành, thực hiện đạt kết quả cao nhất, đảm bảo các chỉ tiêu thu chi ngân sách trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được Trung ương giao, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính công, ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, nhiệm kỳ năm 2021 đến năm 2026. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972, quê quán thành phố Hồ Chí Minh, trình độ chuyên môn, thạc sĩ chính trị học, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Từ năm 2016 đến năm 2018, Ủy viên Đảng đoàn, Trưởng ban Kinh tế, Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2018 đến năm 2021 là Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 1. Từ năm 2021 đến năm 2023 là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.